Hiện tại chuyện tối quan trọng là thế giới đầy dẫy bọn tiểu quỷ và không biết bao nhiêu mà kể. Vì sao có nhiều tiểu quỷ như vậy? Bởi vì người ta phá thai quá nhiều, thai nhi chưa thành hình mà đã bị giết rồi. Nên khi làm quỷ, chúng có tâm báo thù rất nặng nề. Do đó nếu giữ giới không sát và phóng sanh thì bao hàm cả không được phá thai. Thật không dễ gì độ thoát bọn tiểu quỷ này đâu. Cho nên có câu Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó độ. Người thiếu đức hạnh thì có tánh nóng rất lớn, vô minh ngu si cũng sâu dày. Người có đức hạnh thì chẳng có nóng nảy gì cả, vô minh cũng đã hóa trừ thành trí tuệ. Do đó người tu hành chúng ta cần phải vun bồi đức hạnh là vậy. Người thường tự so sánh, cho rằng mình hơn kẻ khác. Kỳ thật, khi thân tâm chưa đạt đến cảnh không, thì họ đều luôn chấp trước vào ngã tướng mà thôi. Người tham thiền phải trừ bỏ cái ngã. Chẳng những không có tướng mà cần phải không có tâm, không có thân. Khi thân tâm đều không, quý vị sẽ là vô tâm đạo nhân. Khi thật sự chẳng có vọng tưởng thì quý vị sẽ vãng sanh thế giới cực lạc. Khi không có vọng tưởng thì sẽ không có phiền não, không có thống khổ. Đó chính là thế giới cực lạc. Nên biết thiểu dục tri túc, bớt tham muốn biết đủ. Khi biết đủ thì sẽ không có gì rắc rối. Mỗi người chúng ta không nên tụng suông kinh Kim Cang, kinh Di Đà, kinh Pháp Hoa hay kinh Lăng Nghiêm, mà mình phải tụng cho rõ ràng bộ tâm kinh. Kinh trong tâm thì mới tốt. Quý vị tụng bộ kinh chân thật, tức là khi tâm chẳng có ganh tị, chẳng cống cao ngã mạn, chẳng chấp trước vào cái ngã một cách nặng nề, và chẳng chấp sâu vào kiến giải của mình. Nếu quý vị có những tật xấu trên, thì tuy quý vị có tụng kinh, nhưng thật ra quý vị đã không biết tụng. Người có tánh nóng nảy thì khổ, người không có tánh nóng nảy thì vui sướng. Người hay nổi giận thì có phiền não, kẻ không nóng giận thì thường thường có tâm hoan hỷ. Tánh nóng giận là cái thù lớn nhất của mình. Vì sao người ta bị nhiều bệnh hoạn như vậy? Bởi vì hay nóng giận. Vì sao mọi chuyện không được thuận lợi? Cũng bởi vì có sự nóng giận. Nếu ở trong mọi thời điểm, lúc nào người ta cũng không nóng giận dữ, thì họ sẽ luôn được khoái lạc bình an. Muốn tu đạo thì trước phải nuôi dưỡng đạo đức. Không có đức hạnh thì chẳng thể tu đạo. Tu đạo cần phải thật thà, giống như dệt tơ, cần phải từng sợi kéo ra thì mới không bị rối loạn. Đừng nên tìm phương pháp khoa học để đạt tới giác ngộ. Đừng nên tự làm cách thông minh. Trên thân thể của mỗi người ai cũng có vô lượng vô biên chúng sanh. Nếu quý vị có lòng tham thì những chúng sanh ấy cũng có tâm tham. Nếu quý vị có lòng tức giận thì mỗi chúng sanh ấy cũng bắt chước nổi giận. Tánh tham sân si của mình có thể ảnh hưởng đến chúng sanh ấy. Những chúng sanh nhỏ ấy lại biến ra rất nhiều con, những con lớn lại biến thành các con càng lớn hơn. Đó chính là trăm ngàn ức hóa thân của quý vị. Do đó người tu đạo cử tâm động niệm phải sửa đổi thói xấu mà tu thành tánh tốt. Ngủ ấm là xiềng xích trói cột người ta. Vì bị tứ đại ngũ ấm che phủ
nên mình mới không thể giải thoát. Nếu không biết hòa nhã khiêm cung thì làm sao cứu người được? Có lẽ còn chẳng cứu được tự mình nữa là cứu ai? Quý vị là những đạo hữu đồng tu thì không được tổn hại nhau, mà nên khuyến khích lẫn nhau để cùng nhau đi trên đường Bồ Đề. Lúc nào mình cũng nên nói Phật Pháp cho nhau nghe. Miệng không nói lời phi lễ, thân không làm chuyện phi lễ. Tu hành cần phải hồi quang phản chiếu, chứ không phải bảo quý vị phóng quang ra ngoài để kêu người khác nhận thức về mình. Tu mà không tranh thì chẳng có ma, có tranh là có ma tới liền. Khi chọn bạn, mình phải chọn bạn lành, bạn có lợi ích. Không nên chọn bạn xấu để đua nhau làm bậy, rồi sau này đều cùng phải đọa lạc. Chưa tu hành thì hào quang còn non nớt yếu đuối, chẳng thể kháng cự lại sóng to bão táp. Khi hào quang viên mãn, không thiếu không dư, thì lúc đó mới phóng quang. Phóng quang có nghĩa là lộ xuất, chứ không phải có nghĩa là phóng hào quang hiển thần thông. Quý vị hiện trong giai đoạn tu hành thì chớ có phóng quang, hàm ý là ẩn tích. Lúc đang làm người không chịu tu đàng hoàng, đến lúc làm trâu ngựa heo dê thì muốn tu cũng chẳng còn có cơ hội. Lúc ấy quý vị có quỳ tại cửa nhà đồ tể khóc than sám hối: xin Ngài từ bi đừng giết mạng con. Chàng đồ tể vẫn cứ sát chẳng tha. Do đó chỉ cần mình nghe tiếng rên xiết thê thảm ở nhà đồ tể lúc nửa đêm thì sẽ hiểu nguyên nhân của tai kiếp chiến tranh từ đâu mà ra. Khi tu thì không nên tùy tiện nói bậy, nếu không thì sẽ bị quả báo căm ngọng. Địa chấn tức động đất, có thể gọi là nhân chấn động người, vì đất và người thì thông nhau. Khi nhân chấn thì địa chấn, nếu nhân không chấn thì địa cũng không chấn. Quý vị vui vẻ thì địa chấn, quý vị nổi giận thì địa cũng chấn. Quý vị có bi ai buồn lo sợ hãi yêu ghét thì đều sanh ra địa chấn. Khi có dục vọng tình ái thì địa chấn càng mạnh hơn. Nhân bên trong động nên bên ngoài mới động, có địa chấn bên trong thì mới có địa chấn bên ngoài. Chúng đều có sự quan hệ liên đới với nhau. Quý vị vì trồng nhân gây động đất bên trong nên mới có động đất bên ngoài. Khi trồng nhân động đất thì kết thành quả động đất. Khi trồng nhân thì mình không sợ, đến lúc kết thành quả thì ôi sợ đến khiếp. Tu hành cần phải vùi đầu kham khổ. Phương pháp dụng công là phải niệm niệm hồi quang phản chiếu, chứ không phải là niệm chú gì đâu. Chỉ cần mình đi đứng nằm ngồi, không rời nhà, không chạy ra ngoài truy đuổi, cũng không phải tìm kiếm nơi sách vở, mà chỉ cần chú ý tới cái không. Nếu quý vị chân chánh thể hội được thì chuyện gì quý vị cũng không tham lam, bởi vì tự quý vị xưa nay vốn đầy đủ. Cái không này tức là chân không, từ trong đó phát sanh ra diệu hữu. Vì thế không làm các việc ác là chân không, làm hết các việc thiện là diệu hữu. Giới luật là khuôn phép để người tu nương theo tu hành. Khi đạt tới không thì tất cả nghiệp chướng vốn không, cũng chẳng có tội, chẳng có phước. Ma từ bốn phương tám hướng
lại thử thách người tu. Nếu cứ ngay chỗ nhân ngã thị phi, vui buồn, yêu ghét mà dụng công, thì ma sẽ thừa cơ nương chỗ sơ hở đó mà nhập vào. Muốn sanh cực lạc thì phải thu nhiếp quét sạch hết mọi tình cảm. Vì sao thế giới có chiến tranh? Khi người ta bắt đầu ăn thịt thì chiến tranh cũng bắt đầu. Ăn thịt cũng chính là ăn người. Kẻ thấy lỗi lầm của ta, kẻ ấy là thầy ta. Những ai có thể nói ra thói hư tật xấu của quý vị, người ấy là vị thiện tri thức của quý vị. Quý vị nên cảm ơn người ấy, đừng nên nhìn họ như kẻ thù địch. Người mê thì tinh không thủy, người trí thì tinh tâm thủy. Tất cả đều do tâm tạo thành. Người đời cho rằng học thì ở nơi chỗ rộng như núi, nào hay rằng người học ở ngay chỗ nhỏ xíu tâm mình này đây. Nếu ai có đức hạnh thì tự nhiên sẽ có phong thủy tốt, bởi vì tâm họ tốt. Người trí thì nhìn suốt tới cái lý của sự việc, không bị ngăn trệ bởi cái bề ngoài của sự việc. Người ngu thì nhìn thấy tướng trạng bên ngoài của sự việc, chẳng thấy suốt được chân lý bên trong của mọi chuyện. Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật. Ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Nếu ai muốn biết chư Phật trong ba đời, hãy quan sát bản tánh của pháp giới. Tất cả đều do tâm tạo. Muốn có trí huệ, trước hết đừng chửi bới người, cũng đừng đánh đập giết hại hay làm tổn hại kẻ khác. Mình phải lập công với đời, làm lợi cho người. Nếu chỉ toàn là tính toán lợi ích cho mình, lo cho mình được sung sướng, thì đó nào phải là ý nghĩa của việc làm người. Tôi biết được điều gì? Tôi biết thêm nhiều sự thua thiệt. Không chiếm tiện nghi, chiếm phần hơn. Nếu quý vị thật sự hiểu rõ thì quý vị sẽ biết rằng chịu thua thiệt chính là được tiện nghi thắng thế, mà chiếm tiện nghi, giành hơn, giành thắng chính là bị thua thiệt. Không dễ gì sửa đổi những lỗi lầm tật xấu nho nhỏ của mình, nhưng nếu quý vị sửa được chúng thì quý vị sẽ có định lực. Người đời xem chuyện phát tài là vui sướng nhất. Có tiền rồi lại phải dùng óc não tính toán làm sao giữ gìn để nó không mất, không hết. Cứ cho rằng tiền là thật của mình nên ngày ngày mê mẩn tính đếm. Song bất luận tiền nhiều hay ít, chết rồi chẳng đem theo được, thế rồi lại hai tay trắng. Quý vị xem như vậy thì có gì vui sướng? Chúng ta ai cũng bị nghiệp dắt dẫn, rằng thân không tự chủ nên bị sanh vào đời này chính là để trả nợ. Bởi vì xưa kia tạo nghiệp không giống nhau nên đời nay chịu quả báo khác nhau. Cho nên lưới nghiệp đang kết với nhau là vậy. Làm việc quỷ tức là quỷ, làm việc người thì là người, làm việc Phật thì là Phật. Bây giờ mình được nghe mấy chữ chú Đại Bi thì nên sanh lòng hoan hỷ rằng thật may mắn, thật hân hạnh, thật khó gặp được chú Đại Bi. Thật vậy, rất khó cho quý vị gặp được chú Đại Bi. Nay gặp được thần chú rồi, quý vị chớ đừng coi thường rồi vứt qua một bên. Người học Phật phải bỏ ít thời gian ra học tập Phật Pháp, không nên hiểu mường tượng chẳng rõ ràng tơ hồ, như biết nhưng lại thật không biết. Có người nghĩ rằng tôi đã không biết, do đó tôi không cần muốn biết. Tôi đã không thông đạt,
do đó cứ không thông đạt luôn. Đó là thái độ tự cho mình đã tới đích, không chịu bước chân tới trước, mà tự lầm mê tiền đồ của chính mình. Chướng ngại lớn nhất cho người mới phát tâm dụng công tu hành là tâm dâm dục. Con trai tham luyến con gái tham luyến con trai. Đây là vấn đề căn bản nhất. Giảng kinh là tu huệ, tọa thiền là tu định, không mở miệng nói lăng nhăng là tu giới. Làm người trên đời mình phải hành thiện cho đúng lúc kịp thời. Còn một chút hơi thở, một chút sức lực, mình cũng phải hành thiện tích đức. Không nên chỉ mượn căn lành mình đã trồng trong kiếp trước mà tận hưởng hết các phước báo ở đời này. Người tu mà sợ cô độc thì chẳng thể tu hành. Trong tâm ta tuyệt đối không được có quỷ, cũng đừng có sân hận, oán ghét, ảo não, phẫn nộ, phiền hà. Hận, oán, não, nộ, phiền, khi có những thứ ấy thì không xong, tức là bị lũ ngũ quỷ đó phá nhà rồi vậy. Làm bậc thiện tri thức, quý vị không được nịnh hót, tìm cách làm vui lòng người. Nếu thế, sẽ khiến bạn bè mê mờ chân lý, mà quý vị cũng chẳng hay biết. Quỷ vương chuyên môn nổi nóng, không giữ quy củ. Quán Thế Âm Bồ Tát chuyên môn tiếp nhận sự nóng giận, luôn giữ quy củ. Quý vị suy nghĩ những việc không có giá trị thì tương lai sẽ gặp những quả báo không có giá trị. Mọi thứ ẩm thực đều chỉ có một mùi vị. Nếu cứ nghĩ về chuyện ăn uống thì tâm sẽ buông lung, không thể kiểm thúc được sáu dặt căn. Nếu vũ trụ này tràn khí kiết tường thì địa cầu sẽ không bị vỡ tung. Quý vị chú ý, phàm là cảnh giới từ bên ngoài tới, mình đừng chú ý vào nó, đừng can thiệp tới nó, cứ để tự nhiên, nhưng đừng để nó lay động tâm mình. Trong kinh Lăng Nghiêm có giảng rất rõ ràng. Hy vọng quý vị tham thiền nghiên cứu căn nguyên của phần giảng về 50 loại âm ma một cách tường tận. Buồn một chút là mình dạo chơi địa ngục, cười một cái tức là già biến thành trẻ, khóc một hồi thì địa ngục có một phòng nhỏ tối đen. Việc quan trọng đối với người tu là đừng sanh phiền não. Dù ở bất kỳ tình huống nào cũng vậy, ngồi cũng không sanh phiền não, nằm cũng không sanh phiền não. Cốt yếu là phải đoạn phiền não, rằng phiền não vô tận thề nguyện biến, mà biến phiền não thành bồ đề. Phiền não tức là không giác ngộ, bồ đề tức là giác ngộ. Chú Đại Bi tức là đại chú của tâm Đại Bi có thể thông thiên triệt địa. Nếu quý vị có thể kiền thành mỗi ngày trì tụng 108 biến liên tục trong suốt 3 năm, thì sau đó quý vị có thể dùng chú Đại Bi để trị bệnh. Lúc ấy tai tới là bệnh trừ. Tôi nói về công hiệu của chú Đại Bi là hy vọng quý vị mỗi người dùng sức mạnh của chú Đại Bi để cứu vãn đại nạn của thế giới, khiến cho con người vĩnh viễn không còn tai nạn và chánh pháp vĩnh viễn trụ thế. Thánh nhân đời xưa luôn tự trách phạt chính mình, không giống như người đời nay, chuyện gì cũng chẳng bao giờ nhận là mình sai, mà cứ luôn tìm lỗi lầm của kẻ khác. Chúng ta mỗi ngày phải bớt nói một chút, để niệm Phật nhiều thêm hơn. Đánh chết cái ý niệm trong tâm thì pháp thân mới sống đặng. Bớt nói chuyện niệm Phật nhiều là chuyện thật dễ như trở bàn tay.
người tu thì phải làm ngược trở lại. Đó nghĩa là sao? Tức là chuyện tốt thì nhường kẻ khác, chuyện xấu thì gánh vào mình. Xả bỏ cái tiểu ngã để hoàn thành cái đại ngã. Muốn học tốt thì oan nghiệp tìm, muốn thành Phật thì phải gặp ma. Nếu không muốn học đạo hay thì oan nghiệp không tới tìm quý vị đâu. Càng muốn học tốt thì oan nghiệp càng tới tìm quý vị, vì nó muốn thanh toán hết các món nợ cũ. Năm mới vui vẻ, Happy New Year. Chúng ta cần mỗi năm đều vui vẻ, mỗi tháng đều vui vẻ, mỗi ngày đều vui vẻ, giờ giờ khắc khắc đều vui vẻ. Chớ sanh phiền não thì mới là vung bồi mảnh đất trong tâm, hàm dưỡng khoảng trời tự tánh. Quý vị là người học Phật thì phải chân thật, bước từng bước chắc thật, niệm niệm không để lãng phí, niệm niệm đều hướng tới đường đạo dấn bước. Làm được vậy thì quý vị mới chân chính là người học Phật. Việc tu đạo có thể làm tăng trưởng trí huệ, tăng trưởng tâm bồ đề, tăng trưởng nguyện lực. Mọi thứ mọi việc đều được tăng trưởng. Ngày ngày quý vị chớ quên rằng con quỷ vô thường sẽ tới mời quý vị đi lúc nào đây? Thời mạt pháp là thời mà ma mạnh pháp yếu. Thế lực của ma vương ngày càng lớn mạnh, thế lực của Đức Phật ngày càng thâu nhỏ. Đối với Phật thì không phải nói về thế lực mà là oai đức mới đúng. Khi chúng sanh có phước báo lớn thì pháp mạnh ma yếu, khi phước báo của chúng sanh ít thì ma mạnh pháp yếu. Nếu người xuất gia tham đồ cúng dường rồi kén ăn chọn mặc thì còn chánh pháp gì để nói nữa chứ? Chuyên nhất thì linh cảm, phân tâm thì bế tắc. Làm sao chuyên nhất? Tức phải đoạn dục bỏ ái. Nếu không cắt bỏ ái dục thì người xuất gia dù tu 80000 đại kiếp cũng không thể thành tựu. Do đó điểm này rất trọng yếu. Quý vị không có tâm tham thì mới buông xả đạnh. Có buông xả thì quý vị mới tự tại, rồi sau đó mới có thể khai đại trí huệ, khai đại viên giác. Người tu đạo chúng ta phải từ có mà hóa ra không, phản bổn hoàn nguyên, quay về lại với bản hữu Phật tánh của mình. Giải thoát tức là quý vị tốt nghiệp nơi vòng giới luật, cũng là tốt nghiệp trong vòng quy củ, cũng là tốt nghiệp khỏi vòng phiền não, cũng là tốt nghiệp khỏi vòng vô minh. Bản thể của pháp là không, do đó quý vị không nên chấp trước vào pháp. Nếu đối với pháp mà quý vị nhìn không thấu, buông không nở thì quý vị vẫn chưa được tự tại. Người có lòng thù hằn thì sẽ có con quỷ mặt đỏ. Người có lòng oán ghét thì sẽ có con quỷ mặt vàng. Người có lòng ảo não thì sẽ có con quỷ mặt trắng. Người có lòng sân nộ thì sẽ có con quỷ mặt xanh. Người có lòng phiền toái thì sẽ có con quỷ mặt đen. Quý vị thấy không? Thật ghê gớm như thế đây. Người thù hằn thì hại tim, người oán ghét thì hại tỳ, người ảo não thì hại phổi, người sân nộ thì hại gan, người phiền muộn thì hại thân. Trẻ em nhỏ sinh lý chưa trưởng thành thì đã đi tìm đối tượng yêu đương, thì thân thể và tinh thần đều bị tổn thương, lại thêm thiệt thòi. Tu hành không cần tìm kiếm ở đâu cao xa, vì đạo ngay tại trước mắt. Tức là trong tâm mình
Nếu quý vị có thể nhận thức ra tâm lăng xăng như ngựa, ý nhảy nhót như vượn khỉ, tâm ngựa ý viên học, rồi cho ngựa vào chuồng và coi chừng vượn khỉ kỹ lưỡng, thì tu hành nhất định mới có cảm ứng. Có người hỏi tôi, khi tới Tây Phương, tôi làm sao hoằng dương Phật Pháp? Tôi xin đáp rằng, tôi hoàn toàn dựa vào Quán Thế Âm Bồ Tát, chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm. Chùa là chốn nuôi dưỡng người tu hành, không phải nuôi dưỡng kẻ làm biến. Chúng ta phải tranh nhau học Phật Pháp, mà sợ lọt lại ở phía sau. Học Phật Pháp so với đi kiếm tiền là quan trọng hơn nhiều. Nếu quý vị tu dưỡng Pháp Thân Huệ Mạng cho mạnh khỏe, cho cường cán, thì còn tốt hơn đi kiếm tiền gấp trăm ngàn vạn lần. Phước thì không thể hưởng hết, vì hưởng hết sẽ không còn phước nữa. Khổ thì không thể chịu hết, vì chịu hết thì sẽ hết khổ. Suy gẫm về cái khổ của bệnh tật thì mạnh khỏe là phước. Suy gẫm về cái khổ của tai nạn thì bình an là phước. Suy gẫm về cái khổ khi có tiền thì không tiền là phước. Suy gẫm về cái khổ của giàu sang thì nghèo cũng là phước. Từ vô lượng kiếp tới nay, mình bị các thứ hư vọng lừa đảo, nên đời đời kiếp kiếp phải ở trong vòng sanh tử luân hồi. Như những con cá trong lưới, bơi ra vớt vào, vĩnh viễn không thoát khỏi lưới. Đó cũng là do mình không chịu phát tâm Bồ Đề, không chịu thua thiệt, nên vẫn phải ở mãi trong vòng sanh tử, kẹt trong bánh xe luân hồi mà xoay vần sáu nẻo. Kẻ chân chính có trí tuệ thì không bao giờ tự khen mình chê người. Ai mà tự khen thì người đó không có tiền đồ gì. Và tuy rằng vẫn còn sống, nhưng cũng giống như đã chết rồi. Đời này người ta cứ tìm thứ giả, còn thứ thật lại bỏ đi. Toàn thế giới tràn ngập khí hắc ám. Ở đâu có người chân chính tu hành thì ở đó ít bớt tai nạn. Nếu nhiều người cùng tu ở tại một chỗ thì do sức mạnh tập thể có thể biến khí hắc ám thành khí kiết tường. Người thuyết pháp bất luận rằng y có thần thông quảng đại tới đâu, quý vị cũng phải quan sát hắn ta. Nếu y có lòng tham lam tới đâu cũng kiếm tiền, hoặc có lòng dâm dục, thì y không phải thứ thiệt mà là thứ giả. Nếu y không có lòng tham, lòng dâm dục, không có mưu đồ, thì y mới là thứ thiệt. Tu hành không phải là chuyện một sớm một chiều mà thành. Đây đòi hỏi ngày cũng như vậy, mà đêm cũng như vậy, tâm lúc nào cũng tu trì, kiên định không biến đổi. Sau một thời gian lâu thì sẽ dưỡng thành trí huệ bát nhã. Nếu quý vị một ngày tu 10 ngày nghỉ thì vĩnh viễn không thể thành tựu. Trong chùa quý vị không nên nói chuyện bừa bãi, không thể tùy tiện cẩu thả. Quy củ là giới luật, giữ giới luật thì mới thanh tịnh, có thanh tịnh thì mới gần gũi chư Phật được. Thân thể của chúng ta cũng giống như một xưởng hóa học, thiên biến vạn hóa. Có lúc nó biến thành con trùng, thành con chim hoặc thành con quỷ đói. Khi phản ứng hóa học thành công thì biến thành Phật. Nó có thể biến có thành không, biến không thành có, hóa ra vô số sinh mạng khác nhau. Do đó mình phải cẩn thận đừng để nó biến thành quỷ đói hoặc loài súc sanh. Tại xưởng hóa học này,
mình phải hung đúc rèn luyện thành Phật Bồ Tát, thành Văn Duyên Giác. Biến hóa sai một chút thì kết quả sẽ sai khác xa lắc, mà muốn trở lại thì cũng chẳng phải dễ đâu.